Chương 941. Sau khi căn phòng yên tĩnh, Lâm Tử Phản liếc nhìn Thiên Miểu nhếch môi nói, "Chuyện này cô có biết không?" Thiên Miểu lắc đầu nhẹ, bản thân Lâm Tử Phản cũng có thứ hạng trong mạng ngầm, không tranh giành danh tiếng gì cả, cố tình xếp hạng hơn 90, thứ nhất cũng không phải là lớn lối gì, thứ hai anh ta cũng có đủ tư cách tham gia bất kỳ hoạt động nào, từ đó đến giờ anh ta cũng khá chú ý đến top 3 đứng đầu danh sách. Vào ngày anh ta biết rằng Phong Huyền là ép thần, hầu như cả đêm anh ta không hề ngủ được. Chỉ cần suy nghĩ về một câu hỏi, tại sao những người xuất sắc lại còn có thể xuất sắc hơn? Lúc này nhìn ngụy Vũ, anh ta cảm giác đỉnh đầu ù ù tê dại, một cảm giác nhỏ bé từ đó lan rộng ra. Từ đó cũng hiếu kỳ, người đàn ông cô ta thích có phải cũng rất mạnh mẽ. Vì vậy anh đã hỏi thêm nhiều, bạn trai của cô ta là ai thế? Tự mình đi hỏi đi. Hê, hey, ngại hỏi, Lâm Tử Phạn mỉm cười, Thiên Miểu nhấn phím cách và tiếp tục xem phim. Ngụy Vũ đang bận giải thích cho Phong Sán nghe chuyện vừa rồi đột ngột ngắt kết nối, cũng không thèm nhìn cậu ta nữa. Lâm Tử Phạn sờ mũi và đi ra ngoài. Bên cạnh Thi Ngữ Kỳ đang thu dọn đồ đạc, nhìn Linh Thiếu đang chán nản nói: Cuồng thi xếp hạng năm nay sắp diễn ra rồi, đến lúc đó anh tìm lại xem." "Mẹ nói chứ, bây giờ tôi bực mình không phải là vì chuyện này." Anh ta bực tức chuyện mình là con trai nhưng lại bị một cô gái tát cho mấy cái bạt tay, mặt đã rơi xuống Thái Bình Dương rồi. Thi ngữ kỳ vĩu môi, không định tiếp tục an ủi anh ta nữa. Tâm trạng của cô ta bây giờ không tốt lắm, chỉ có vượt qua cuộc thi xếp hạng năm nay thì cô ta mới có thể giải tỏa được sự bức bối hiện tại của mình. Ngay khi cô ta đang suy nghĩ về điều đó, trong đầu cô ta chợt lóe lên, đột nhiên ngước mắt lên. Ngụy Vũ, đường xếp hạng thứ hai của lửa, vậy có đường thiên miểu thì sao? Thư Ngọc và Tư Hạn nhìn nhau không nói gì, sắc mặt không được vui cho lắm. Có người nói, không thể nói chắc là đứng hạng bao nhiêu, nhưng cô ta cũng lợi hại hơn Ngụy Vũ. Ngụy Vũ đứng thứ hai, cô ta cũng không có lý do gì để tụt lại phía sau đâu. Thứ nhất lại là ép thần, cho nên nghĩ xem nào, cô ta không có trong danh sách này rồi, vậy rốt cuộc tại sao cô ta lại vào lửa? Cậu đi hỏi đi, nói không chừng người ta thi đậu vào đấy. Thì á, trước đây giáo sư Tư cũng đã từng thi rồi còn gì, nhưng ngay cả giáo sư cũng không vào được. Một học sinh như cô ta làm sao có thể vào được chứ? Người đó cười nói, từ hạm cao mày, không giống nhau. Tại sao lại không giống nhau vậy giáo sư? Nói cho chúng tôi nghe với. Từ hạn tức giận nói, hồi đó chúng tôi thi khó lắm. Bây giờ lớp của cô ta đã nới lỏng yêu cầu đi rất nhiều rồi. Nói xong anh ta đi ra ngoài. Máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô nước G lúc hơn 1 giờ sáng hôm đó. Khi thiên miểu ra khỏi sân bay, Cô đã nhìn thấy tin nhắn tiền nho gửi đến cách đây vài tiếng, nói rằng X2 là thật. Chiếc lọ nhỏ màu xanh lá cây còn lại có chứa một loại thuốc đặc hiệu có thể làm dịu cơn đau nửa đầu. Còn hộp hạt giống kia, ban đầu được xác định là thuốc dẫn phát cho một loại thuốc tổng hợp nào đó. Trò chuyện một lúc, cô lên xe cùng Phong Huyền đi về phía xe của nhà họ Phong. Chú Tần tài xế đã đợi rất lâu, nhìn thấy hai người liền vui vẻ vẫy vẫy canh tay. Cậu hai, cô Đường, nhìn chằm chằm vào ngón tay của hai người đó không phải là một chiếc nhẫn sao môi của chú tần khẽ run lên vì kích động nhanh chóng mở cửa xe để hai người đi vào chiếc ô tô lăn vánh và hòa vào dòng xe cộ phía trước chú tần đang tập trung lái xe hai người ngồi ở băng ghế sau em đói không phong huyền hỏi cô tiên miểu cất điện thoại vào túi hai tay đút túi Mì mắt hơi rũ xuống nói buồn ngủ chỉ một từ như thế lọt vào trong lỗ tai của chú tần Ông lại không khỏi tưởng tượng ra Cảnh Thiên Miểu bĩu môi làm nũng, ngay lập tức mím môi cười. "Chú Tần, tăng tốc độ một chút." "Được." Ông Hào Hứng đáp lại. Chương 942: Hào Hứng đáp lại. Ngày hôm sau Thiên Miểu trở lại độ tập huấn và trở lại chuyện học tập. Giáo viên chuyển một đống bài tập về nhà cho hai người bọn họ, yêu cầu bọn họ giải quyết xong càng sớm càng tốt. Còn chưa bắt đầu làm đã có người đến gọi. "Đường Thiên Miểu, giáo sư Tư gọi cậu đến văn phòng của thầy ấy." Thiên Miểu nhấn mày, cắn viên kẹo mút đang ngậm trong miệng nếm vụn, ném que kẹo vào trong thùng rác, đứng dậy đi ra ngoài. Phòng làm việc của Tư Hạn rất yên tĩnh, sau khi gõ cửa, bên trong cũng chỉ có một mình anh ta. Sau khi Đường Thiên Miểu đi vào, anh ta tháo mắt kính xuống để sang một bên, khoanh tay bắt chéo chân, lưng dựa vào lưng ghế nhàn nhạt, nhạt nói: "Ngồi đi. Thầy có điều gì muốn nói thì cứ nói đi ạ." À? Cô không ngồi xuống. <laughs> "Em cứ ngồi xuống đi đã rồi hãng nói." Thiên Miểu kéo ghế ra, thản nhiên ngồi xuống lặng lẽ nhìn anh ta. Tư hạn mở ngăn kéo và đưa cho cô một tờ giấy trắng và một cây bút. Ký tên đi. Thiên Miểu nhớ mày. Ký tên. Mấy đứa trẻ trong nhà tôi đều là fan của em, nên ký tên đi. Thiên Miểu im lặng một giây, sau đó cầm bút và viết hai chữ bạch mật lên đó. Nói là fan thì chính là con người này rồi. Tuy nhiên Tư hạn lại nói, sai rồi sai rồi, không phải cái này. Anh ta lại lấy ra một tờ giấy trắng khác và đưa cho cô một lần nữa. Tên gốc của em ấy, kỳ phóng khoáng một chút, kiểu chữ giống như kiểu vương giả trở về vào cái hôm em đánh bài là được. Thiên miểu cao mày. Kỳ cái nào chứ? Tên gốc của em, đường thiên miểu. Cô đặt bút xuống. Giáo sư muốn chữ ký tên gốc của em để làm gì? Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt nhàn nhã. Từ hạn, với tư cách là một giáo sư đã 40 tuổi, lần đầu tiên bị một đứa trẻ nhỏ hơn mình nhiều tuổi xem xét kỹ lưỡng. Cảm giác rất mới lạ, nếu là trước đây anh ta đã tức giận rồi, bây giờ không còn như vậy nữa. Từ hạn bối rối trong chốc lát, nhìn chằm chằm cô và nói, "Tôi đã biết thân phận của em ở lửa rồi." "Ồ, em biết?" Thiên Miểu nhàn nhạt, nhạt nói. Từ hạn kinh ngạc. "Em biết sao? Cô thư nói cho em biết à?" "Không ai nói với em cả. Vậy thì làm sao mà em biết được?" Môi Thiên Miểu mấp máy, cô chỉ nói, "Giáo sư nếu không có việc gì nữa, em đi ra ngoài trước. Em còn phải lên lớp. Mấy đứa nhỏ muốn chữ ký của em, việc nhỏ thôi mà. Thiên Miểu nhớn mày. Trẻ con ở nhà giáo sư làm sao lại biết đến em? Về mặt của Tư hạn hơi thay đổi. Tệ thật, anh ta đã quên mất cái logic này rồi. Anh ta nói, đừng có bận tâm về những chi tiết như vậy. Ký tên đi. Ký xong em có thể lên lớp rồi. Thiên Miểu nhớn mày. Cầm giấy bút lên không nói lời nào, viết nhanh trên đó vài chữ phong chữ phóng khoáng và đẹp mắt bộc lộ sự tự do và hào phóng trong mắt từ hạn lóe lên ánh sao anh ta xua tay lên lớp đi sau khi đường thiên miểu đi ra ngoài anh ta đợi một lúc sau khi xác nhận không có ai đi vào anh ta vội vàng đứng dậy cúi người cầm lấy mảnh giấy lên chiêm ngưỡng một giây tiếp theo nụ cười của anh ta đông cứng lại kiểu chữ đẹp thì đẹp đấy nhưng tên không phải là của đường thiên miểu mà là của anh ta sự buồn vã ập tới anh ta vò tờ giấy thành một quả bóng rồi ném vào thùng rác. Ba giây sau, anh ta đột nhiên lại cúi người xuống nhặt quả cầu giấy, mở ra, đè phẳng và thổi bụi. Loài hoài hồi lâu mà vẫn chưa trở lại được trạng thái ban đầu, anh ta đứng dậy đi gặp các thầy giáo khác hỏi xem có bàn lạ hay không. Trong giờ ăn trưa, Thiên Miểu và Ngụy Vũ ngồi bên cửa sổ của nhà hàng trên tầng 2. Thật là tình cờ, là tivi trong phòng ăn hôm nay lại chiếu chương trình tạp kỹ đó. Hôm nay là thứ bảy, học sinh có thể xem chương trình. Nếu đổi lại là bình thường, TV chỉ chiếu tin tức đúng trong 30 phút rồi tắt. Chương 943, không mua thì cút. Mọi người xem TV một lúc rồi lại nhìn về phía cô. Đôi mắt dường như có hơi khác so với trước đây. Có người vỗ cô rồi nói, đường thiên miểu, cậu thật sự biết điều chế nước hoa sao? Mọi người đều tò mò nhìn cô. Dù sao khi tham gia chương trình tạp kỹ đó, cô đã đi với thân phận là bạch mật. Thiên Miểu khẽ ậm ừ và tiếp tục ăn, vẻ mặt rất bình thản. Bất cứ ai có mắt sáng tỏ đều có thể nhận ra cô không muốn nói về chủ đề này, nhưng bạn học này đã trực tiếp bưng đĩa cơm sang bên, ngồi cùng bàn với họ. Ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chăm vào Thiên Miểu rồi nói tiếp: vậy cậu có thể điều chế giúp tôi một chai được không? Giá cả cũng dễ thương lượng thôi, miễn là dưới một nghìn tệ là được. Những lời này vừa rất... Ba bạn học khác cũng đi theo tới Có cả nam lẫn nữ Này 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 tôi cũng muốn tôi cũng muốn nữa Thiên miểu chúng ta đều là bạn học Cậu có thể lấy giá hữu nghị được không Hoặc là tất cả đều là 200 tệ một chai được không Tôi thật sự không có bao nhiêu tiền Bạn học số 2 nói Bạn học số 3 bật cười. cười Nếu sau khi điều chế có thể đóng gói Trong một chai độc đáo Có in logo của cậu thì còn tuyệt hơn nữa Đem đi đâu cũng rất nở may nở mặt Có phải không Bạn học số 1 bung tay lên Mọi người im lặng Chuyện gì cũng phải có trước có sau đấy biết không hả? Tôi tới trước, mọi người cứ yên tâm đi. Bạn học Đường Thiên Miểu là người tốt, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý với chúng ta. Điều chế nước hoa, việc chuyên môn của cậu ấy không phải chuyện gì khó đâu. Hay là như vậy đi, bạn học Thiên Miểu, tuần này cậu điều chế giúp tớ trước, còn lại tuần sau cứ từ từ giải quyết, tớ sẽ chuyển 200 tệ cho cậu trước, thế nào hả? Thiên Miểu đột nhiên cảm thấy cá viên không còn ngon nữa, trên khuôn mặt bình tĩnh lộ ra một chút lãnh đạm. Cô không thích bị người ta áp đặt làm việc đặc biệt là bị sắp xếp bởi những người không quen biết cô cầm điện thoại di động lên gõ một chuỗi số dài trên máy tính nói giá khởi điểm mấy bạn học tập trung lại để nhìn khuôn mặt ngay lập tức biến sắc một trăm nghìn tệ lẽ nào chứ một trăm nghìn là quá nhiều rồi lên trên mạng chỉ cần bỏ ra ba bốn chục tệ là đã mua được nước hoa rồi có nhiều loại còn không tới cỡ đó nữa chúng ta còn là bạn học của cậu ta thét giá trên trời rồi đấy Đúng vậy, nếu không phải thấy cậu ta xuất hiện trên tivi, ai lại đi nhờ cậu ta điều chế chứ? đừng nói như vậy. Một tiếng cạch vang lên, Ngụy Vũ ấn đũa xuống ngước mắt nhìn lên. Muốn mua thì mua, không mua thì cút ngay. Mấy bạn học liền nhăn mặt. Bạn học một số 1. Nói chuyện cũng khó nghe quá rồi đấy, chúng tôi cũng đâu có làm gì đâu. Bạn học số 2. Ngụy Vũ này lúc nào cũng tỏ ra hung dữ, lại còn rất u ám nữa. Bạn học số 3. Mọi người đừng ồn ào nữa. Mà nè, bạn học đường. 100.000 thật sự là quá cao. 200 không được thì 500 được không? Cậu xem, chúng ta đều là học sinh, học sinh thì làm gì có tiền cơ chứ? Thiên Miểu im lặng nhìn bọn họ, đôi mắt cô quét qua khuôn mặt của mỗi người. Cô nói nhẹ, nếu muốn thì hãy quyên góp 100.000 cho tổ chức từ thiện này, nước hoa do tôi tự tay làm ra, chỉ để làm từ thiện. Trên điện thoại của cô xuất hiện một logo của một tổ chức từ thiện. Bạn Hồng số 1 rụt cổ lại bĩu môi. Từ thiện Bản thân mình còn không cứu được mình Mà còn đi cứu được người khác ư Thôi bỏ đi bỏ đi Theo sau các bạn học khác cũng miễn cưỡng Và bất lực phàn nàn vài câu Bọn họ từng người một đều giải tán Cái quỷ gì vậy chứ Còn 100 nghìn tệ đó chứ Nếu có số tiền này chi bằng tôi tham gia Chuyến du lịch tốt nghiệp cho rồi Đúng vậy Còn là bạn học chung gì nữa chứ Hoàn toàn không hề nể mặt chúng ta Nhưng có thật là cậu ta đã bắn ba mũi tên trong chương trình không vậy Cũng ngầu đấy chứ Chủ yếu là cậu ta còn bắn chặn các mũi tên của Trương Tuyết Lạp nữa. Cậu thật là ngu ngốc, đương nhiên là do hiệu ứng đặc biệt rồi. Thời đại này rồi, ai mà viết những thứ như vậy chứ? Tôi gần như đã tin rồi đấy, cũng may cũng may. Giữa những câu chuyện phiếm, một bóng người đột nhiên xuất hiện che mất ánh sáng trước mặt thiên miểu. Chương 499, tên tôi là Tần Minh Vũ. Hai người liếc nhìn qua thì thấy một bạn học nam đang đứng trước bàn của họ. Hai người này cũng là học sinh của đội tập huấn, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, quần sẫm màu và đi giày thể thao màu trắng, trông sạch sẽ tới mức không tì vết. Nhưng khuôn mặt cậu ta lại trái ngược với đôi giày, có rất nhiều mụn. Xung quanh miệng còn có hàm râu màu xanh đen, mặt mũi trông rất bình thường. Cậu ta không nói gì, chỉ khẽ đẩy gọng kính lên và thao tác gì đó trên điện thoại di động của mình. Sau một vài giây, cậu ta cho Thiên Miểu nhìn xem màn hình đã thể hiện quyên góp tiền thành công. Đột nhiên cậu ta nói, 100.000 tệ, tôi quyên góp rồi nhé. Khi giọng nói này vang lên thì ánh mắt Ngụy Vũ chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Giọng nói của cậu ta rất khác ngoại hình, vô cùng dễ nghe, giống như giọng nói của vai nam chính trong một bộ phim truyền hình vậy. À không, nghe giống một nam phụ dịu dàng và thâm tình trong anime hơn. Cặp kính cận dày cộm đã che khuất đôi mắt của cậu ta, khiến người khác không thể nhìn thấy. Thiên Miểu chỉ thấy khóe môi cậu ta khẽ cong lên, dường như người này đang ngấm ngầm tính kế khiến người khác khá khó chịu. Kết quả này có hơi ngoài ý muốn, cô nói điều đó để khiến họ bỏ cuộc chứ không hề nghĩ rằng mình sẽ đáp ứng việc điều chế nước hoa không ngờ lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn này sơ xuất rồi nam sinh kia nói tôi không vội cậu có thể tự quyết định thành phần chủ đạo để điều chế nước hoa khi nào xong thì cứ nói với tôi một tiếng là được cậu ta cụp mắt xuống đôi mắt vui mừng đột nhiên đông cứng lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của thiên miểu lời đã nói ra nên thiên miểu không định lật lọng chỉ có thể đồng ý Tên cậu là gì? Cô thản nhiên hỏi. Giác mặt nam sinh hơi biến đổi, trở nên khá khó coi. Bàn tay bên hông đã nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay còn nổi rõ gân xanh. Tôi tên là Tần Minh Vũ. Cậu ta gằn giọng nói rõ từng chữ một. Sau đó Tần Minh Vũ quay lưng bước đi, đáy mắt chợt trở nên u ám. Ngụy Vũ lập tức nhíu mày. Người này thật kỳ quặc. Âm thanh bàn tán bên cạnh chợt truyền tới. Tần Minh Vũ điên rồi sao? Một trăm nghìn tệ đấy. Nói quyền góp là liền chuyển ngay Nhưng mà cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ Nhà cậu ta chỉ là một gia đình bình thường thôi mà Hơn nữa còn đến từ một thị trấn nhỏ nữa Điều tôi cảm thấy kỳ lạ hơn nữa chính là giọng nói của cậu ta Bình thường giọng nói của cậu ta cũng không giống thế này Nhưng vừa rồi lại đột nhiên kể nghe hơn rất nhiều Vì sao lại thế chứ Mọi người không biết sao Mặc dù gia cảnh cậu ta bình thường nhưng năng lực của Tần Minh Vũ không phải hạng tầm thường đâu. Này, cậu mau nói nhanh đi, Cậu ta có công việc bán thời gian là một diễn viên lồng tiếng đấy, đã lồng tiếng cho rất nhiều bộ phim anime rồi. Một trăm nghìn tệ đó có lẽ là kiếm được từ công việc này. Hóa ra là vậy. Ừ, tôi cảm thấy cậu ta không hợp với nhóm, cho nên cũng không thường xuyên nói chuyện với cậu ta. Tính cách của Tần Minh Vũ khá kỳ quặc, cậu ta không thích nói chuyện và thường xuyên đi một mình. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Âm thanh trò chuyện gì dầm dần biến mất khi một vài người ăn xong và rời đi. Điện thoại chợt rung lên thiên miểu liếc nhìn thì thấy tin nhắn từ Kiều thi uyển miểu miểu tối nay con về nhà ăn cơm nhé dì đã nấu rất nhiều món ngon cho con đúng rồi con hãy rủ cả tiểu vũ cùng về nhé thiên miểu đưa tin nhắn đó cho ngụy vũ về mặt cô ta lộ vẻ tiếc nuối ngô đồng ký xảy ra vài chuyện nên tôi phải đến đó xử lý một chút có rắc rối sao ừ ngụy vũ nói năm nay cuộc thi xếp hạng hàng năm của mạng ngầm được tổ chức ở bắc kinh nên rất nhiều người đã đến nơi từ sớm những cách hứa của cửa hàng trong những ngày này rất hỗn tạp, tính tình đều rất nóng nảy nên dễ xảy ra sự cố. Cô ta nói tới đây thì nhíu mày, ở cửa hàng chính có một khách hàng đã trêu chọc nhân viên phục vụ của tôi và bị vệ sĩ đánh gãy xương. Hiện giờ người đó đang dẫn thêm người tới ngô đồng ký để làm loạn, đã có người báo cảnh sát rồi. Tối nay tôi vẫn đến tới đó một chuyến. Chương 945, tôi muốn có khoản tiền khác. Thiên miểu nghe xong thì lập tức hồi âm ngắn gọn cho kiểu Thi Uyển nói rằng cô sẽ về nhà muộn. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, tôi cùng cậu tới đó. Ngụy Vũ lặng lẽ nhìn trộm cô và nuốt khan một cách mất tự nhiên. Chi tiết nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt thiên miểu. Cậu muốn nói gì sao? Ngụy Vũ hỏi chậm gì? Anh trai của Phong Sán có nhắc về chuyện ở ngô đồng ký với cậu không? Thiên miểu hỏi lại. Anh ấy thì sao? Ngụy Vũ thu hồi tầm mắt, mím môi cụp mắt xuống nhìn bát cơm. À, Tôi không nên nói về chuyện đó. Hãy đợi anh ấy đích thân nói với cậu đi. Để mở chi nhánh ngu đồng ký ngay trước công ty của mình, Phong Huyền đã đặc biệt đầu tư vào công ty của cô ta. Vấn đề này luôn là một bí mật. Khi mở chi nhánh này, Phong Huyền đã hy vọng rằng Thiên Miểu sẽ thường xuyên tới đó ăn cơm. Hiện giờ với sự hỗ trợ của anh, chi nhánh thứ ba đã được đưa vào kế hoạch. Thiên Miểu nhìn về mặt do dự của Ngụy Vũ, cụp mắt suy nghĩ rồi gõ nhẹ đầu ngón tay xuống bàn. Mỗi khi cô làm những động tác nhỏ như thế này Thì có nghĩa là những chuyện cô đang suy nghĩ Đã sắp ra kết quả Một lát sau Khóe môi thiên miểu khẽ cong lên Sau đó cô lại cầm đũa lên ăn cơm Lần trước họ đã nộp đơn xin nghỉ tập huấn vào cuối tuần Nhưng khi quay về thì họ lại bị tư hạn yêu cầu Chép phạt đội quy của đội tập huấn 10.000 lần Mà lần này Ngay khi họ vừa nhắc đến vấn đề này Thì tư hạn lập tức khoát tay Nói hai chữ đồng ý Đôi mắt của anh ta dán chặt vào thiên miểu và nói rằng Chú ý an toàn đấy Ngụy Vũ nhớn mày Thầm nghĩ tại sao tự dưng người thầy này lại tốt với thiên miểu như thế chứ Đang nghĩ ngợi Ánh mắt sắc bén của cô ta chợt nhìn thấy một chiếc bàn ủi sau chiếc ghế cao của tư hạn Dưới bàn ủi là một mảnh giấy gì đó Mảnh giấy dường như gần bị bôi bẩn để xóa nội dung Đừng cho phép Cả hai người bèn tới ngô đồng ký sau giờ học lúc 5 giờ chiều Lúc họ đến nơi thì đã gần 6 giờ Trời đã mờ tối Cần bộ đèn lồng trang trí của cửa hàng chính ngô đồng ký đã được thắp sáng lên tuy nhiên cửa hàng không còn sôi động như xưa mà lại yên tĩnh đến lạ lùng ngay khi hai người bước vào một người đàn ông cao gầy đã vội vàng tới gần ngụy vũ và báo cáo bà chủ những người này đã tới gây rối ở đây từ chiều đến giờ dù báo cảnh sát cũng không giải quyết được bởi khi thấy cảnh sát rời đi thì bọn họ lại tiếp tục làm loạn nói rằng muốn một khoản tiền khác nữa ngoài tiền thuốc men Ngụy Vũ đã cho người ra mặt hòa giải vào buổi chiều, những điều nên làm đều đã làm cả. Tuy nhiên đám người kia vẫn chưa thỏa mãn với số tiền thuốc men mà còn muốn nhiều hơn thế nữa. Quản lý nói xong thì lễ phép gật đầu với Thiết Miểu, sau đó đứng ra một bên để dẫn đường. Bước vào đại sảnh và nhìn thoáng qua, họ nhìn thấy khu ăn uống thường ngày bây giờ vô cùng trống vắng, chỉ còn hai bàn có người. Khoảng vài chục người đàn ông và phụ nữ đang ngồi ở mấy cái bàn san sát nhau, trước mặt họ đặt vài cái máy tính một vài người đang điều khiển máy tính trong khi những người khác thì đứng đằng sau và nhìn chằm chằm vào máy tính với vẻ mặt lo lắng sau đó đột nhiên đồng thanh hoan hô bầu không khí này lập tức khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một quán bar nhóm người này luôn chơi game ở đây khiến những vị khách khác đến cửa hàng rất sợ hãi chúng tôi đã phải hủy những đơn hàng khác trong ngày hôm nay quản lý vừa dứt lời thì cả nhóm người kia lập tức chú ý tới ba người họ người quản lý bước lên trước và nói đây là bà chủ của ngô đồng ký chúng tôi không phải là các người có lời muốn nói sao Nói đi Người đàn ông mặt dài ngồi ở ghế chính cười khẩy Nhìn người phụ nữ tóc xanh bên cạnh Và bật cười để vẻ khinh bỉ <laughs> Còn bé này là bà chủ của các người Được thôi Bà chủ đúng không Người của cô đã đánh anh em của tôi bị thương Cô hãy bồi thường tiền đi mươi 946 Đánh trước rồi nói sau Ngụy Vũ đáp một cách thờ ơ Chúng tôi đã trả tiền thuốc men rồi Người đàn ông mặt dài cau mày Và hỏi bằng giọng dữ tợn tiền thuốc men, đó là khoản tiền mà các người bắt buộc phải trả. ngoài nó thì cô còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho chúng tôi nữa. đúng vậy. đặc biệt là mấy ngày nữa anh em của tôi phải tham gia thi đấu, nhưng vì nhân viên của cô dùng bạo lực nên nó đã bị gãy xương tay rồi, tạm thời không thể dùng tay được nữa. cô tính xử lý món nợ này như thế nào đây? khuôn mặt ngụy vũ vô cảm. anh muốn tính thế nào? đơn giản, phần thưởng dành cho quán quân trong trận đấu vòng loại lần này là 200.000 Cô có thể bồi thường bằng số tiền này, nếu không, anh ta đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp, nếu không thì tôi sẽ khiến cho cô không thể tiếp tục kinh doanh được nữa, nhưng mà cô đừng lo, tôi sẽ không đánh nhau hay đập phá đâu, tuy nhiên tôi lại có cách để đóng cửa nơi này của các người đấy. Lúc anh ta đang nói chuyện thì màn hình treo trên tường đột nhiên thay đổi, bộ phim truyền hình ban đầu được thay thế bằng một bài báo, càng ký tự màu đỏ vừa to vừa đậm trông rất bắt mắt, Ngô Đồng ký đã sử dụng nước cống để đánh lừa người tiêu dùng có cả hình ảnh đính kèm để minh họa. Tin này vừa xong thì lại thêm tin tức khác. Ngô Đồng Ký cưỡng ép người tiêu dùng và sử dụng bạo lực để đánh khách hàng một cách thô bạo. Bài viết này cũng có rất nhiều hình ảnh minh họa. Sau đó lại có thêm một tin tức khác. Ngô Đồng Ký phân biệt đối xử với tầng lớp lao động. Các bức ảnh đính kèm đều vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có một đoạn video nhỏ. Người đàn ông mặt dài nở nụ cười. <cười> cô chủ nhỏ à, chuyện lần này đã dạy cho cô một bài học như sau. Đừng bao giờ trêu chọc người có thể thao túng thông tin. Nhóm người đó lập tức cười vang. Nhìn thấy ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng của Ngụy Vũ, Thiên Miểu bèn nháy mắt với quản lý bên cạnh, nói thầm vài câu vào tai người đó. Người quản lý gật đầu và lặng lặng dẫn tất cả nhân viên phục vụ ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, tất cả camera giám sát trong vòng đều ngừng hoạt động. Ngụy Vũ vặn khớp tay tạo ra âm thanh răng rắc và giòn rã. Cô ta khẽ vặn cổ, điệu bộ như thể muốn đánh nhau đám người kia lập tức bật cười sang sảng hơn trước họ chỉ tay vào cô ta và cười vang nếu cô sợ thì hãy trả tiền đi cô chủ nhỏ cô đã đủ tuổi trưởng thành chứ vậy còn nhỏ như vậy mà đã mở cửa hàng nên chưa được dạy dỗ lần nào đúng không thiên miểu dựa vào tường thở ơ nhìn dáng vẻ kiêu căng của đám người đột nhiên cô đưa tay lên và búng một cái giây tiếp theo đèn trong phòng chợt tắt ngúm đánh trước rồi nói sau ngay sau đó thiên miểu nghe thấy tiếng là hét đau đớn ở cách đó không xa À, ai đó đang nhấc bổng tôi lên. Á, à, tay của tôi. Ôi cha, chán của tôi. Đừng chạy, đừng có chạy lung tung. Còn mẹ nó chứ, đứa nào dám tắt đèn vậy hả? Tiếng la hét liên tục vang lên. Thiên miểu thờ ơ như thể có một bức tường vô hình đang ngăn cách cô với khu vực bên cạnh. Thiên miểu xé cây kẹo mút mà Phong Huyền đã cho mình, rồi nhét vào miệng. Sau đó lấy điện thoại di động ra chơi game với vẻ mặt bình tĩnh. Tuy nhiên 5 phút sau, khi đèn bật sáng trở lại, cô lại giơ điện thoại lên. Máy quay nhắm thẳng vào đám người bên kia. Và lúc này, một người nào đó trong nhóm đã bắt được Ngụy Vũ và định đánh cô ta. Một tia sáng bất ngờ vụt lên. Anh ta bỗng nhiên dững lại. Không chỉ anh ta mà tất cả những người khác đều cứng đờ bởi tia sáng đó. Mọi người cùng nhìn về phía này. Không khuôn mặt người nào có vết thương, nhưng bọn họ lại có vẻ vô cùng đau đớn. Điều này nghĩa là những vết thương của họ đều nằm ở những vị trí không thể nhìn thấy. Nhìn từ xa thì không ai trong số họ bị thương. Ngược lại, trong bọn họ rất hung dữ và hùng hổ. Nhưng, Ngụy Vũ thì khác. Chương 947, học hỏi thợ săn. Bây giờ cô ta đang bị người đàn ông mặt dài túm lấy hai tay, tóc tai bù dù, thoạt nhìn như thế cô ta không thể chống trả. Bàn kế bên cạnh đều bị lật tung. Ai nhìn vào cũng đều nghĩ rằng một nhóm người đang bắt nạt một cô bé. Ngậm cây kẹo mút trong miệng, thiên miểu dùng một tay để chụp ảnh bọn họ bằng điện thoại. Tiếp tục đi, tiếp tục đi chứ, một đám người vô lại vì thói ăn vạ mà đánh đập một cô gái vô tội. Thiên miểu khẽ cong môi đỏ mọng và hỏi, anh nghĩ gì về tiêu đề này? Cô, cô ngậm máu phun người. Thiên miểu liền quay điện thoại về phía người phụ nữ tóc xanh đang mắng mỏ, khiến người đó lập tức đưa tay lên che mặt, vồ tới muốn đoạt lấy điện thoại của cô. Kết quả vừa mới lao tới, chẳng biết dưới chân vấp phải cái gì cô ta đột nhiên ngã xuống đất. Người đàn ông mặt dài lập tức đẩy Ngụy Vũ ra, Ngụy Vũ ôm ngực rồi bước về phía này một cách yếu ớt. Ông Kính ghi lại chi tiết này một cách hoàn hảo. Sau khi lưu nó, Thiên Miểu đặt điện thoại xuống. Không biết người đàn ông mặt dài nói gì với đám người bên cạnh, chỉ thấy họ bất ngờ thu dọn đồ đạc. Sau đó đi ngang qua Thiên Miểu nói một câu. Cô khá lắm. Cả đại sảnh yên bình trở lại. Ngụy Vũ đi về phía cô và nói. Vẫn còn sớm, chúng ta đến nhà họ Phong thôi. Thiên Miểu liếc nhìn thời gian. Bây giờ chính xác là 6 giờ rưỡi, từ đây tới nhà họ phong mất hơn 40 phút vừa vặn giờ ăn tối đi thôi ngụy vũ lại hỏi hay là cậu muốn ăn món ăn tôi nấu nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của cô ta thiên miểu về nói không vội lần sau ăn cũng không muộn ngụy vũ liền nở nụ cười. cười vậy chúng ta đi thôi thiên miểu biết cô ta đang nghĩ gì nên chỉ cười nhẹ và im lặng bên ngoài người đàn ông mặt dài và nhóm của anh ta đã bước ra cửa vừa chạm vào vết thương vừa cúi đầu gào khóc không đúng. Mặc dù vừa rồi tối đen nhưng tôi vẫn có thể khẳng định là mình đã bị ai đó nhấc bồng lên rồi ném mạnh xuống đất. Anh ta sờ đầu gối của mình. Bây giờ vẫn còn đau đấy. Đúng vậy. Tôi cũng cảm nhận được. Tôi là một người đàn ông cao lớn và nặng tận 80kg. Thế mà lại bị nhấc lên. Trời ạ. À, chắc không phải là một con quái vật nào đó chứ. Nếu không thì tại sao lúc đó đèn lại tắt vụt. Đó là lý do tại sao tôi lại đột ngột rời khỏi đó đấy. Người đàn ông mặt dài bỗng nói. Anh ta nói tiếp trước hết tôi làm thế này không phải là đang lùi bước mà là chiến lược cửa hàng này nhất định có bí mật gì đó hoặc là cô chủ kia có bí mật chúng ta cần phải tìm hiểu rõ ràng nhưng chúng ta còn phải tham gia trận đấu các người ngốc thật đấy chuyện này không liên quan gì đến việc tham gia cuộc thi cả hắn ta vừa cười vừa hỏi các người đã nghe nói về thợ săn chưa thợ săn á đó, đó là anh hùng của cư dân mạng đúng không anh ta rất nổi tiếng tôi nghe nói hiện giờ có rất nhiều người đang muốn truy lùng anh ta có chuyện gì sao? Người đàn ông mặt dài hỏi, nếu chúng ta có thể đào bới những bí mật ở đây như cách anh ta làm, thì chúng ta còn cần lo lắng về trận đấu xếp hạng nữa, đúng không? Nhóm người này rời xa quê hương và đến đây chỉ để thể hiện tài năng của mình trong cuộc thi xếp hạng mạng ngầm và trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Bây giờ đã có một con đường xuất hiện trước mặt, nên bọn họ lập tức suy tính. Anh Cường đúng là Cường mà, giỏi thật đấy, các anh em sẽ làm chuyện này với anh. Ai đó giơ ngón tay cái về phía anh ta. Người đàn ông mặt dài mỉm cười đắc ý và nói, từ hôm nay trở đi, ngoài thời gian huấn luyện, chúng ta sẽ lần lượt phái người tới đây để theo dõi, đồng thời kiểm soát hệ thống camera giám sát của bọn họ. Tôi không tin là không thể hack chúng. Ha ha. Rất đời anh ta vội vàng giơ tay che cầm lại. Lúc nãy cầm bị đậm mạnh xuống bàn nên bây giờ anh ta nói chuyện một chút thì sẽ đau. Chương 948. Cả hai bắt taxi để trở lại nhà họ Phong. Lông còn ở trên xe, Thiên Miểu đã gửi một tin nhắn cho Phong Sán nói rằng cô đang trên đường về nhà. Vừa về đến nhà họ Phong thì họ đã trông thấy hai người đàn ông và một con chó đang đứng đợi ở cổng. Ế không đúng, là một nhóm chó và một con mèo nhỏ. Thanh toán tiền taxi xong, hai người bước xuống xe. Phong Sán vẫn là người đầu tiên chạy tới, chẳng giống như thường ngày. Hôm nay cậu ta không còn mặc đồ ngủ rồng bay phượng múa nữa mà là một bộ trang phục chỉn chu mái tóc dường như cũng được tạo kiểu một cách đặc biệt. Hai người về rồi, Phong gián nói. Tuy nói là hai người nhưng ánh mắt của cậu ta chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Ngụy Vũ. Thiên Miểu đi ngang qua họ, cúi đầu xuống, xoa đầu thắng lợi đang chạy về phía mình. Sáu chú chó con phía sau cũng đã lớn hơn trước rất nhiều, đang vẫy đuôi và liếm giày của Thiên Miểu. Kẹo bờ nếp mình trong vòng tay của Phong Huyền, đôi mắt mở to trông thật đáng thương. Thiên Miểu đưa tay về phía nó, con vật nhỏ lập tức nhảy vào và nép mình trong lòng cô. Thiên miều bỏ nó nằm trong túi. Sau đó đầu của mèo nhỏ từ từ ló ra ngoài. Phòng huyền cụm mắt xuống và hỏi nó. Ở cùng mẹ mày thì vui vẻ. Ở cùng tao thì uất ức sao? Mèo con lại kêu lên meo meo. Bốn người đi về phía khu nhà phía đông. Kiều Thị Uyển đã đợi ở cửa từ lâu. Chú Tân! Chú tần ơi! Bà hô lên. Chú Tân lập tức chạy tới. Bà chủ! Bà hỏi tôi có chuyện gì vậy? Những gì anh đã nói là thật sao? Chú Tần liền cười. Là thật đấy, bà chủ. Hôm qua tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng mà. Chính là hai chiếc nhẫn giống hệt nhau. Đeo ở ngón áp út. Đúng, cả hai đều đeo ở ngón áp út. Kiểu thi uyển chợt cao mày, suy nghĩ một hồi và cảm thấy khó hiểu. Nhưng hôm nay tôi không nhìn thấy nhẫn trên tay của A Huyền. Chắc cậu hai muốn tạm thời giấu người trong nhà cho nên mới gỡ ra thôi. Hôm qua mới xuống sân bay, cậu hai chưa kịp gỡ ra nên tôi đã trông thấy rồi. Chú Tần giơ ba ngón tay lên thề Nghe vậy vẻ mặt Kiều Thị Uyển tràn đầy vui mừng Đều đã đeo nhẫn đôi cả rồi Vậy thì khi nào hai đứa mới kết hôn đấy chứ Không lâu Nhất định là không còn bao lâu nữa đâu Chú Tần mỉm cười và đáp Ông chưa dứt đời thì phía trước đã truyền tới âm thanh trò chuyện Kiều Thị Uyển bèn cầm máy chụp ảnh Cả bốn người trong cùng một khung hình Sau đó đưa máy ảnh cho chú Tần và nhờ ông rửa ảnh Sau đó bà mới mỉm cười chào đón bọn họ chào mừng mấy đứa về nhà chào mừng về nhà di uyển thiên miểu gật đầu chào hỏi nguy vũ càng thêm lễ phép không chỉ chào mà còn cúi người đôi mắt kiều thi uyển từ từ di chuyển xuống dưới khi nhìn thấy vòng tròn phát ra ánh sáng trắng bạc trên ngón tay đeo nhẫn của thiên miểu bà lập tức mở cờ trong bụng màu vào trong thôi bên ngoài lạnh lắm chuẩn bị ăn cơm nào kiều thi uyển không ngừng gắp thức ăn cho hai cô gái đồng thời còn kêu hai người con trai của mình cùng chăm sóc họ trong lòng bà mừng rỡ khôn xiết, miệng cười tươi tới mức không khép lại được. Sau bữa ăn, ngay khi bước vào phòng, Phong Đằng đã nói với bà, Vợ à, anh có chuyện muốn nói với em. Sao có chuyện gì vậy? Kiều Thị Uyển đặt danh sách của hồi môn mà bà đã liệt kê và ngước nhìn ông. Phong Đằng biết rằng vợ mình rất thích quan tâm tới loại chuyện này. Danh sách của hồi môn này đã được Kiều Thị Uyển chuẩn bị từ khi Phong Huyền còn học trung học cơ sở. Sau đó mỗi lần nghĩ ra thêm thứ gì Bà lại bổ sung vào Cảm thấy mục nào không thích hợp thì đổi ngay lập tức Đặc biệt Sau khi đường thiên miểu xuất hiện Kiều Thị Uyển đã cập nhật danh sách của hồi môn này mấy lần rồi Bây giờ Phong Đăng thật sự không muốn khiến bà mất hứng Nhưng ông buộc phải nói ra Nghe nói gần đây Chị cả đường thấm của đường giật rất thân thiết với nhà họ Bạch Còn nói là sẽ làm mai hôn nhân cho con gái của đường giật nữa Nụ cười của Kiều Thị Uyển đột nhiên cứng đờ, Chương 949 Làm mai? Cho ai? Miểu miểu á? Không chắc lắm, tin tức đến từ nhà họ Bạch nên độ tin cậy rất cao À vậy thì không sao đâu, chắc chắn là giả đấy Thấy bà nói vậy, Phong đang lên mỉm cười Em muốn miểu miểu làm con dâu của em lắm sao? Tất nhiên, miểu miểu là người thành thật, còn có năng lực Điều quan trọng nhất là con bé có thể giúp A Huyền vui vẻ và hạnh phúc Nhưng mà chuyện tình cảm chúng ta không thể ép buộc được Ông ngồi xuống bên cạnh Kiều Thị Uyển, vòng tay ôm lấy vai bà và nói, anh cũng lo lắng như những bậc làm cha làm mẹ khác. Theo lời của người làm mối thì Bạch Mộ Thừa và Miểu Miểu còn có tình cảm qua lại với nhau, cho nên khả năng xảy ra chuyện này là rất cao. Cao cái gì? Cao cái gì chứ? Miểu Miểu là người mà em ngắm chúng đầu tiên. Hơn nữa, người mà con bé thích chính là con trai của em. Phong Đằng vừa cảm thấy bất đắc dĩ, vừa nhìn vợ mình đầy nuông chiều và hỏi, chính miệng con bé đã nói với em như thế sao không cần con bé phải nói em có mắt nên có thể nhìn thấy mà kiều thị huyền trở nên kích động trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng vậy thì chúng ta phải làm sao đây sở dĩ đường giật muốn kết quan hệ thông gia với nhà họ bạch là vì không muốn sống dưới sự kiểm soát của nhà họ phong lộc trương bởi vì tức giận mà a huyền đã cắt đứt rất nhiều mối quan hệ hợp tác với nhà họ đường có lẽ anh ta vẫn còn ghi nợ chuyện này trong lòng kiều thị Uyển hỏi nếu bọn trẻ không muốn thì sao anh ta có thể ép buộc được Em vẫn chưa hiểu ý anh Vừa rồi anh đã nói rồi mà Bạch mộ thừa và miều miều có quan hệ rất tốt Kiều thị uyển mí môi suy nghĩ Một lúc sau bà mới nói với vẻ mặt kiêm định Vào ngày miều miều tốt nghiệp Chúng ta hãy để A huyền cầu hôn con bé đi Anh thấy sao Phong đằng sửng rốt Không ổn đâu Chúng ta không thể can thiệp nhiều vào chuyện của bọn trẻ như vậy được Kiều thị uyển hơi suy sụp Sẽ thật tốt nếu mẹ của miều miều vẫn còn sống Mặc dù trước đây em không biết cô ấy, nhưng em nghe nói cô ấy là một người biết phần rõ phải trái. Vân Hoan là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, bà hiếm khi tham gia những bữa tiệc trà dành cho các quý bà, như những bà chủ khác nên đương nhiên bà không quen biết bọn họ. Không được, em vẫn phải kiên quyết hơn nữa để tỏ rõ thái độ của gia đình chúng ta. Anh nghĩ chúng ta vẫn nên xác nhận ý tứ của Miểu Miểu đi đã, con bé khác với những đứa trẻ khác nên luôn có chính kiến riêng của mình nếu con bé đã sớm quyết định thì không ai có thể thay đổi được đâu. kiểu thị uyển nhíu mắt. thật không? tất nhiên rồi. vậy thì tốt. chú tần kể rằng hôm qua khi đi đón hai đứa nhỏ, ông ấy đã trông thấy hai đứa đeo nhẫn giống hệt nhau đấy. Đuổi mắt vòng đằng chợt sáng lên. thật sao? những gì chú tần nói là thật đấy. nhưng em chỉ nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay miểu miểu thôi. a à, huyền không còn đeo nữa. vòng đằng tặc lưỡi nói. vậy thì chưa chắc chắn đâu. bình thường trên tay miểu miểu vẫn luôn đeo một chiếc nhẫn. Có lẽ con bé chỉ đeo nó cho vui mà thôi Ông còn chưa kịp nói xong Thì đã có người gõ cửa Kiều Thị Uyển cây đầu nhìn về phía cửa và nói Vào đi Cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra Phong sán kích động bước vào với một túi đầu trên tay Bố, mẹ, hai người nhìn xem đây là cái gì Cậu ta đột nhiên lấy ra hai cuốn sổ màu đỏ Kiều Thị Uyển hỏi bằng giọng nghi ngờ Đây chẳng phải là chứng nhận kết hôn hay sao Con lại lén lút kết hôn sau lưng bố mẹ à Vớ vẩn Con còn chưa tốt nghiệp đấy Bất kể thế nào thì con cũng phải tốt nghiệp cấp 3 rồi mới được kết hôn Hai, không phải là con Bố mẹ nhìn thử xem rồi sẽ biết Đây là ai nào Vừa nói cậu ta vừa mở hai cuốn sổ kia ra Vợ chồng Phong Đằng lập tức nhìn thấy con trai của họ Ngay sau đó Họ vội vàng tiến lên phía trước để mở to mắt mà nhìn Kiểu thị uyển bất giác cắn ngón tay Trong mắt tràn đầy hương phấn Chương 950 Không có khả năng sinh sản Đột nhiên Kiều Thị Uyển như sắp ngất đi, bà ôm lấy chồng mình và nói: "Chồng, anh mà nói với em đây không phải là giấc mơ đi." "Không phải, không phải đâu, nhưng mà em hãy nhìn kỹ lại đi. Em đã nhìn rất kỹ càng rồi, đó là ảnh cưới của hai đứa nhỏ mà. Anh nhìn xem, hai đứa nhỏ cười vui vẻ làm sao chứ. Một đứa thì vô cùng xinh đẹp, một đứa thì cực kỳ đẹp trai, chắc chắn đêm nay em sẽ không ngủ được rồi. Ai cha, danh sách quà tặng hội môn đâu? Danh sách quà tặng hội môn của em đâu rồi chứ?" Phong Đằng thấy vậy thì tạm thời che bức ảnh lại và nói bà hãy đọc tên. Em nhìn xem, đây là tên của ai? Hả? Đường Tiếu, Phong Tâm, đây là tên của ai thế? À, đúng rồi nhỉ, tên rất lạ. Lúc này Phong Sán mới phản ứng một cách muộn màng, suy nghĩ một hồi, Kiều Thị Uyển bên cười và nói, không cần nghĩ ngợi làm gì, chắc chắn là hai đứa nhỏ dùng tên giả cho tiện mà thôi. Tên gọi không quan trọng, Quan trọng là hai đứa nhỏ đã cùng nhau nhận giấy chứng nhận rồi. Em không cần biết giấy chứng nhận này là thật hay giả. Nếu không có tình ý với đối phương thì làm sao có thể làm thế này? Kiều Thị Uyển lại bật cười khúc khích. <cười> Thôi bỏ đi. Hai người không hiểu được đâu. Hãy đưa giấy chứng nhận cho em. Em muốn chụp ảnh để lưu kỷ niệm. Nếu đúng dịp đường giật hoặc người nhà họ bạch tới đây thì em sẽ cho bọn họ xem. Sau khi chụp ảnh một cách vui vẻ, bà trả giấy chứng nhận lại cho phong sắn. Con mau để lại chỗ cũ đi. À tiểu vũ đâu rồi Không phải mẹ đã nhờ con đưa con bé về nhà rồi sao Vẻ mặt của phong sán có chút thay đổi So với lúc hóng hớt bà nãy Cậu ta nói Cậu ấy đang đi vệ sinh Vẫn còn đi vệ sinh Kiểu thị uyển cao mày Vừa rồi lúc chúng ta ở đó thì con bé đã vào phòng tắm rồi mà Ừ đúng vậy Hay là con bé bị tiêu chảy Kiểu thị uyển nghĩ đến đây thì cảm thấy có gì không ổn Bà đang định đứng dậy để tới đó xem thử nhưng trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ nào đó và đổi ý à sán còn tới đó thử xem đi chạy nhanh đi vâng phong sán tới trước phòng tắm và gõ cửa ngụy vũ ngụy vũ cậu không sao chứ ngụy vũ lông mày của phong sán nhíu chặt lại suýt chút nữa đã vặn tay nắm cửa cánh cửa đột nhiên hé mở ngụy vũ ló đầu ra ngoài với vẻ mặt đầy xấu hổ và ngượng ngùng tôi à... nhà cậu có thứ đồ kia không Phong sán sững giờ, Đôi mắt đảo quanh một hồi mới sực hiểu ra Tôi đi tìm miểu miểu Cậu ta chạy vào căn phòng cách vách Và nhìn thấy thiên miểu đang trêu trọng Thắng lợi trong căn phòng dành riêng cho thú cưng Miểu miểu Cậu có thứ đồ kia không Cái gì cơ Thiên miểu nhấn mắt Phong huyền người đang giữ con chó để cô trêu đùa Nói một cách bình thản Nói rõ ràng xem nào Sắp mặt phong sán đầy vẻ xấu hổ Vừa cười vừa nói À thì lại loại đồ mà con gái cần hàng tháng đấy Sự nghi ngờ trong mắt thiên miểu chợt tan biến Thay vào đó là sắc thái ảm đạm và u ám Phong huyền cũng hiểu Nhưng anh chỉ cụm mắt xuống và không nói gì Vì anh không thể xen vào chuyện của phụ nữ được Phong sán nhìn thiên miểu đầy mong đợi Nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ có thứ đó Tuy nhiên thiên miểu lại nói rằng Tôi không có Phong sán vội xoay người Vậy để tôi đi hỏi mẹ thiên miểu đặt tay lên đầu thắng lợi động tác vuốt lông nó cũng dần chậm hơn chú chó ngước nhìn cô với đôi mắt mở to đầy nghi hoặc tôi đi tắm đây thiên miểu nói rồi lập tức đứng dậy ra ngoài phong huyền nhìn theo bóng lưng cô mì tầm nhíu lại phảng phất sự nghi ngờ dòng nước ấm áp đổ xuống thiên miểu nhắm mắt lại thật lâu không nhúc nhích bên tai cô dường như đang văng vẳng những lời mà tiền nho đã từng nói với cô rất lâu trước đây tác dụng phụ của loại thuốc đó rất độc hại Hiện tại cháu đang có kinh nguyệt với tần suất một năm một lần. Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn thì có lẽ cháu sẽ không có kinh nguyệt vào năm sau. Cháu nhìn xem, buồng trứng của cháu đã xuất hiện các triệu chứng lão hóa sớm rồi. Chú có thể dùng thuốc để kiểm soát quá trình này. Nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài. Ý của chú là cháu không có khả năng sinh sản sao? Tạm thời thì vẫn có. Nếu sau này chúng ta tìm được một loại thuốc giải độc khiến triệu chứng này biến mất thì cháu sẽ khỏe mạnh trở lại thôi. Chương 951 hơi buồn bực Phong sán nhất thời đổi ý Từ đi bộ chuyển thành lái xe Cậu ta chủ động đỡ Ngụy Vũ cẩn thận như thể cô ta đang mang thai Rồi dìu đối phương lên xe Ngụy Vũ không nói gì Ánh mắt nhìn bàn tay của Phong Sán chầm chầm và trong lòng vô cùng vui vẻ. Phong Sán cảm thấy hơi xấu hổ nên vội bật nhạc lên, sau đó từ từ lái xe về nhà cô ta. Đúng rồi, khi còn ở nước ngoài cậu đã nói rằng có chuyện cần nói với tôi, là chuyện gì vậy? Ngụy Vũ mỉm cười, sau kỳ thi tuyển sinh đại học thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Hiện giờ nói cũng được mà, cậu sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của tôi sao? Ừ, đại loại thế. Ai, chẳng có vấn đề gì đâu, thành tích của tôi luôn như thế mà. Suy nghĩ một hồi, ngụy Vũ cho rằng nếu không nói ra thì cậu ta sẽ sốt ruột, nên bèn hỏi. Tôi có thể làm người đại diện của cậu không? Vẻ mặt căng thẳng của phong sán lập tức giãn ra. Người đại diện? Cậu ta mỉm cười và nói. Hình như tôi không cần một người đại diện đâu, nhưng hiện giờ cậu rất nổi tiếng Sau này cậu không định phát triển trong giới giải trí nữa sao Đúng là tôi có dự định này Nhưng mà làm người đại diện rất vất vả Cậu Tôi có thể Tôi không ngại vất vả Phong sán ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Vậy thì tôi sẽ dành vị trí này cho cậu Nếu thật sự cần thiết thì tôi sẽ mời cậu Xe chạy vào khúc quanh và leo lên một con dốc nhỏ Sau đó đến nhà Ngụy Vũ Lúc này có một chiếc ô tô đang đậu Và một người đang đứng ở đó Ngụy Vũ cười tươi và mở cửa đi ra ngoài. Anh à! Phong Sán lập tức xuống theo, vừa nhìn thấy Ngụy Vũ đang chạy tới phía trước, vừa cảm thấy tim mình đập thịch thịch. Cậu đi chậm lại một chút đi. Ngụy Vũ quay đầu lại nhìn cậu ta và nói: Không sao đâu. Biên Kỉnh Ngôn không ngờ lại gặp Phong Sán ở đây. Sau khi ghẽ gật đầu với cậu ta, anh ta nói: Xin chào, tôi là Biên Kỉnh Ngôn. Thật ra Phong Sán cũng không quen biết anh ta, mà chỉ nghe nói sơ qua Trước đây cậu ta không có cảm xúc gì cả Nhưng bây giờ khi nhìn thấy biên kỉnh ngôn Thì trong lòng phong sán lại chợt cảm thấy khó chịu đến mức không thể giải thích được Gió đang lớn lắm đấy Cậu vào trong đi Biên kỉnh ngôn liếc nhìn phong sán Sau đó nói với ngụy Vũ Anh tới đây để đón em ra bên kia Em hãy thu dọn đồ đạc đi Phong sán hỏi Cậu muốn dọn ra ngoài sao ngụy Vũ nhất thời không đáp lại Sau đó xoay người và nói với phong sán Cậu về trước đi Chú ý an toàn nhé Nói rồi cô ta mở cửa bước vào bên trong Biên kỉnh ngôn cũng đi theo Nhân tiện đóng cửa lại Đối mặt với cánh cửa lạnh lẽo Phòng sán đứng lặng vài phút và cảm thấy hơi buồn bực Sau khi lái xe về nhà với tốc độ chậm gì rì, Phòng sán bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đang lén lút thập thò trước cửa nhà họ Phong Và không dám lại gần Cậu ta bèn dừng xe hạ cửa kính xuống và nhìn người đó Cậu tìm ai? Phong sán có thể thấy rõ người kia cũng chạc tuổi mình Mặc áo sơ mi màu xanh Quần tây xám và đeo kính gọng đen khi Phong Sán nhìn đối phương, người đó cũng rời tầm mắt nhưng không rời đi. Một lúc sau cậu ta hỏi, "Đường Thiên Miểu có sống ở đây không?" "Cậu là ai?" Phong Sán nhíu mày, nam sinh kia đáp, "Tôi là bạn cùng lớp và chung đội tập huấn của cậu ấy, tôi tìm Thiên Miểu có chút việc." Cậu ta lại hỏi, "Tại sao cậu ấy lại sống ở đây?" Phong Sán cố tình đáp, "Nếu cậu muốn biết thì hãy trực tiếp hỏi cậu ấy đi." Cậu đóng cửa xe lại và lái xe đi. Nếu họ là bạn tốt của nhau thì tại sao ngay cả WeChat cũng không có? Còn nếu không phải bạn tốt thì Phong Sán không cần nói cho người khác biết về thông tin của Đường Thiên Miểu. Sau khi trở về, cậu ta đã đi tìm Đường Thiên Miểu để kể lại chuyện này. Sau khi nghe những lời mô tả đó, cô lập tức biết rằng đó là Tần Minh Vũ. Hiện giờ cậu ta đang ở bên ngoài sao? Ừ, cậu ta nấp trong bụi cây bên kia đường đối diện nhà chúng ta. Chẳng biết là định làm gì nữa. chương 952 Người theo đuổi cô. Phong Sán cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt Thiên Miêu và hỏi, "Miêu Miêu, cậu quen cậu ta sao?" "Chỉ là bạn học chung đội tập huấn mà thôi." Nếu chỉ là bạn thì thái độ của cậu ta cũng quá kỳ lạ rồi, khi hỏi tôi tại sao cậu lại sống ở đây, giọng điệu và ánh mắt của cậu ta vô cùng quái gở, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Đoạn Phong Sán cười nhẹ và thử hỏi bằng giọng điệu thăm dò, "Miêu Miêu, cậu ta có phải là một trong số những người đang theo đuổi cậu không?" Người theo đuổi Giọng nói của Phong Huyền chợt vang lên từ phía sau, Phong Sán quay đầu lại. Anh tới rồi, anh vừa ra ngoài sao? Lúc trở về anh có nhìn thấy một nam sinh mặc áo lam nào không? Phong Sán hỏi câu này vì cậu ta nhìn thấy chiếc túi to mà Phong Huyền đang cầm, logo của chiếc túi là của một siêu thị gần đây. Phong Huyền đặt túi đồ ăn vặt trước mặt Thiên Miểu và thản nhiên đáp, "Không thấy." Phong Sán gãi gãi đầu, "Ê cha, vậy cậu ta đã đi rồi, em còn tưởng cậu ta sẽ đợi Miểu Miểu ở bên ngoài nữa chứ." Phong Huyền nhìn vào đôi mắt Thiên Miểu và hỏi, người theo đuổi em. Thiên Miểu tập trung sự chú ý của mình vào túi đồ ăn vặt và nói: Đúng lúc trời đang mưa, trùng hợp là cô đang rất muốn ăn loại đồ ăn vặt này. Tâm trạng đang xa xúc nên Thiên Miểu càng muốn ăn vặt hơn. Phong Huyền chọn một chiếc túi, xé nó ra và đưa cho cô, sau đó lại hỏi: Người theo đuổi em sao? Phong Sán đứng sang một bên, vừa mím môi vừa cười trộm. Anh đã sợ rất kiên trì và bám giết không buông, vì không muốn trở thành một cái bóng đèn lớn. Nên cậu ta di chuyển nhẹ nhàng để ra ngoài Thiết miểu từ tốn cắn một màu que cay Vị cay nồng và rất ngon miệng Anh ăn không? Cô ngẩng đầu hỏi người đàn ông Phong Huyền khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống đối diện với cô Người theo đuổi em à? Giọng nói của anh vô cùng trầm ấm Thoạt nghe rất nhẹ nhàng và dịu dàng Nhưng sau khi lắng nghe kỹ càng Thì cô có thể cảm nhận thấy mùi thuốc súng Đang thoang thoảng đâu đây Thiên Miểu ngả người ra sau một cách thoải mái, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại để đọc chương mới nhất của bộ truyện tranh, bên dưới là quảng cáo xuất bản sách mới, đúng như Phong Huyền đã nói. 59 phút sắp được xuất bản. Cô đặt hết tâm trí vào việc này, vừa cầm quay cay trong tay vừa chậm rãi nhai trong miệng, trông dáng vẻ rất bận rộn. Người đàn ông đan hai tay vào nhau, khuôn mặt đẹp trai và tuấn tú của anh đang biểu hiện sự khẩn trương và nôn nóng, thế nhưng Phong Huyền vẫn không thúc giục cô trả lời mình. Chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út của Phong Huyền là do anh đã đeo vào khi đi siêu thị vừa rồi. Cùng lúc đó, ngoài cổng nhà họ Phong, hai bên lối đi dài là hai khu rừng nhỏ luôn luôn có cảnh lá xanh um và rậm rạp. Tần Minh Vũ đang núp sau một gốc cây, trên tay cầm một chiếc điện thoại màu xanh lam. Cậu ta trốn trong bóng tối, trước mắt như đang hiện lên hình ảnh của người đàn ông mà mình vừa nhìn thấy khi anh đi ngang qua. Chiếc nhẫn trên ngón tay người đàn ông đó giống hệt chiếc nhẫn của đường thiên miểu, Tần Minh Vũ hiểu rất rõ luật hôn nhân ở nước G, phụ nữ phải đủ 20 tuổi mới được đăng ký kết hôn. Vì vậy, đó chỉ là một chiếc nhẫn đính hôn. Đính hôn. Cảm xúc lập tức cuộn trào trong mắt Tần Minh Vũ, trăm ngàn sắc thái đan xen và rối loạn, cuối cùng biến thành sự hận thù trong đáy mắt cậu ta. Tần Minh Vũ chạy ra ngoài với tốc độ cực nhanh, cuối cùng leo tường và rời khỏi khu nhà này. Bị bảo vệ phát hiện đuổi theo, cậu ta cũng không hề sợ hãi mà chỉ tiếp tục chạy về phía trước. Sau một hồi lâu, Tần Minh Vũ mới chạy tới một khu nhà bình thường khác, vầng trán đầy mồ hôi. Khu này là nơi ở tạm thời của Tần Minh Vũ ở Bắc Kinh, cậu ta thường về đây vào những ngày nghỉ, nếu không thì sẽ sống trong ký túc xá của đội tập huấn. Căn nhà nhỏ của cậu ta rộng 50 mét vuông, vừa mở cửa ra, một làn hương nồng nặc đột nhiên đập vào mặt, giống như là sự trộn lẫn của rất nhiều loại nước hoa. Đèn được bật sáng, lối vào từ cửa chính tới phòng khách nhỏ chất đầy những kệ lớn nhỏ khác nhau, mỗi kệ đều đặt một kiểu nước hoa, nhưng số nước hoa đó đều là của Bạch Mật. Chương 953: Vì yêu mà sinh hận. Có tổng cộng 107 lọ nước hoa, tất cả đều do cậu ta tìm kiếm và săn lùng trên mạng khi Bạch Mật đưa ra sản phẩm mới. Toàn bộ đều bị Tần Minh Vũ mua về, cậu ta biết đây là hàng giả, nhưng sau khi mua chúng, số nước hoa này có thể khiến Tần Minh Vũ cảm thấy mình đã đến gần cô hơn một chút. Vì vậy, cậu ta như thể phát điên mỗi khi cô ra mắt một sản phẩm mới, Tần Minh Vũ lại lập tức mua về, cứ thế lấp đầy cả căn phòng. Các bức tường của căn phòng cũng như được bao phủ bởi những bức ảnh của Đường Thiên Miểu. Tần Minh Vũ đã tìm kiếm chúng từ nhiều kênh khác nhau, tất cả là do người khác chụp lại, chứ không phải là ảnh tự chụp. Ngay cả chương trình tạp kỹ mới nhất mà cô tham gia, cậu ta cũng chụp rất nhiều hình và gửi đến cửa hàng để đặt mua ảnh. Đúng vậy, Tần Minh Vũ thật sự rất yêu cô. Lần đầu tiên gặp mặt ở cuộc thi, cậu ta đã cực kỳ khinh thường Thiên Miểu. Nhưng kể từ khi biết cô giành giải nhất chung cuộc, tình cảm của cậu ta dành cho Thiên Miểu đã thay đổi. Sau đó tin tức lại nổ ra, nói rằng Thiên Miểu chính là bạch mật, còn có rất nhiều nhân vật xuất chúng khác chủ động lên tiếng bảo vệ cô. Kể từ đó, Tần Minh Vũ đã rơi vào lưới tình và không thể nào thoát ra được nữa. Cậu ta thích theo đuổi sự xuất sắc, càng thích giao du với những người xuất sắc. Nhưng vì bản tính hướng nội nên từ trước tới nay, cậu ta chưa bao giờ chủ động nói chuyện với Thiên Miểu khó khăn lắm mới dám lấy hết can đảm để đặt mua một lọ nước hoa bạch mật thật sự của cô. Nhưng còn chưa kịp nhận hàng thì Tần Minh Vũ lại biết cô đã đính hôn. Nghĩ đến người đàn ông đó, cho dù xét về ngoại hình hay gia cảnh thì người bình thường đều không thể so sánh với anh. Sự bất công đó lập tức xông thẳng lên não cậu ta. Tần Minh Vũ cáo kỉnh hất tung hết số nước hoa trong phòng, sau đó lại cảm thấy chưa hả giận. Cậu ta lại bỏ chúng vào túi rác đen, ngay cả ảnh và áp phích trên tường cũng không tha, tất cả đều bị coi như rác rời rời cho vào túi. Sau đó cậu ta chạy xuống nhà và ném nó vào thùng rác Tần Minh Vũ ngồi dưới đất thờ hồn hển, Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi như đang bị bao phủ bởi sát khí đầy u ám và thù địch Trông như mây đen dày đặc và sấm chớp cuộn trào Đột nhiên Tần Minh Vũ ngẩng vắt đầu lên Đôi mắt đỏ như máu khẽ run rẩy. Giây tiếp theo cậu ta đứng dậy và lao về phía nhà trọ của mình Cậu ta nhanh chóng bật máy tính Đăng nhập vào tài khoản trên mạng ngầm Ở đây Tần Minh Vũ chỉ là một nhân vật nhỏ ở cuối danh sách top 100, nhưng hầu như mỗi ngày cậu ta đều đăng nhập vào tài khoản này để kiểm tra tin tức trên đó, đồng thời xem thử đại thần yêu thích của mình có hoạt động gì mới hay không. Nhưng một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu ta lại nắm trong tay một bí mật cực sốc. Tần Minh Vũ biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra với đường thiên miểu nếu cậu ta tiết lộ bí mật này. Cậu ta nhấp vào một sự kiện từ vài tháng trước, đó là một hoạt động náo nhiệt nhất của mạng ngầm trong vòng 6 tháng qua. Hầu như tất cả mọi người đều tham gia để công phá sự phòng thủ của thợ săn. Kết quả chỉ có một mình ép thần thành công. Khi đó mọi người đều suy đoán rằng có thể ép thần chính là thợ săn. Tần Minh Vũ cũng nghĩ là như vậy. Cho đến khi cậu ta chợt có linh cảm và đặt máy nghe trộm trên người một người đàn ông tên là Lâm Tử Phạn thì cậu ta mới biết được bí mật của họ. Họ có rất nhiều bí mật. Đường Thiên Miểu chính là thợ săn lúc biết được chuyện này cậu ta đã kích động suốt cả một đêm người cậu ta thích thật sự là một nữ thần toàn năng cô không hề khiến sự yêu thích của cậu ta giảm suốt chút nào tình yêu này rất đáng giá tần minh vũ biết bí mật này sẽ tác động ra sao tới đường thiên miểu vì vậy cậu ta luôn bảo vệ cô theo cách của mình nhưng bây giờ tần minh vũ lại cảm thấy bản thân mình vô cùng hèn mọn và nực cười tại sao cậu ta lại phải bảo vệ một người phụ nữ trong vòng tay của kẻ khác cậu ta nên để cho những kẻ đang truy lùng thiên miểu tìm thấy cô thì hơn chương 954 Cô giải thích Cậu ta đã lấy đoạn ghi âm của Lâm Tử Phạn vào đường thiên miểu ra Chuẩn bị đăng bài công khai Nhưng khi cậu ta chỉnh sửa xong bài viết Ánh trăng mờ nhạt đột nhiên xuyên qua tấm rèm đang nhẹ nhàng lay động Chiếu sáng lên bàn phím của cậu ta Tay cậu ta đang duỗi ra lại từ từ rụt về Cho cô một cơ hội cuối cùng Thiên miểu ghi nhớ ngày dự bán và nói với Phong Huyền Tốc độ của bản anh cũng nhanh thật đấy Người đàn ông không trả lời câu này Cô thấy ánh mắt anh có vẻ tập trung vào miệng mình Cô cũng cụm mắt xuống để nhìn Đột nhiên anh duỗi tay ra Nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cô Ngon thế à Anh mỉm cười hỏi Mặt thiên miểu hơi khựng lại Cô lùi về phía sau Tay anh vì thế mà cũng rụt lại Anh đưa cho cô một cốc nước rồi nói Ngày ký kết sẽ diễn ra vào tháng 6 Ngày ký kết Thiên miểu liếc xuống đoạn chữ vừa rồi Không hề thấy đề cập đến nó Chỉ nói ngày dự bán Ừ có lẽ là sau kỳ thi tuyển sinh đại học của em Anh nói Ở đâu? Chưa quyết định Em mong rằng là ở đâu? Thiên miểu ánh mắt nhìn về phía anh với vẻ dò rét Phong huyền nhìn thẳng vào cô và hỏi Sao vậy? Thiên miểu từ từ nhìn sang chỗ khác Không sao Em đi đánh răng Cô đứng lên nhưng còn chưa cất bước Đã cảm thấy hơi ấm ở cổ tay Cô nhìn lại thì thấy sự ngóng trông trong mắt Phong huyền Cô như mới nhớ ra nói khẽ bạn về bình thường em không quen ngay lập tức cô nhìn thấy vẻ sáng ngời trong mắt của phong huyền ngay sau đó anh thả tay cô ra và nói ngủ ngon anh thu gom những thanh cay còn lại và cầm hết đi không thể ăn nhiều đồ ăn vặt hai ngày sau trong tòa nhà tập huấn khi tần minh vũ đi ra từ nhà vệ sinh cậu ta nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn của mình mặt trên có dán nhãn của hội từ thiện kèm theo lời cảm ơn rất quen thuộc Tần Minh Vũ, mau mở ra cho chúng tôi xem thử mùi nước hoa 100.000 tệ như thế nào đi. Đôi mắt u ám của Tần Minh Vũ hơi lóe sáng. Cậu ấy tự mình mang đến cho tôi à? Đúng vậy, vừa để ở đó đấy. Tần Minh Vũ rất hối hận, vừa rồi sao lại đi vào nhà vệ sinh chứ? Mau mở đi, chúng tôi cũng ngửi thấy mùi thơm rồi đó. Tần Minh Vũ chạm vào hộp nước hoa, hình ảnh đường thiết miểu cầm lọ nước hoa như hiện lên trong đầu hắn. Chiếc hộp nhỏ này nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Chỉ cần nghĩ đến điều này, cậu ta lại không nỡ bóc ra. Cậu ta phớt lờ những người kia, không đáp lại họ một câu. Những người khác nói vài câu thì cũng không để ý đến cậu ta nữa. Cậu ta ngồi xuống, cầm chiếc hộp lên, ngắm nghía từng ly từng tí, sau đó đặt nụ hôn lên nó một cách đầy si mê. Buổi chiều, Thiên Miểu thấy một lá thư trong ngăn bàn. Cô tiện tay mở ra xem, cương mặt hờ hững của cô như dạn nứt. Chào bạn đường Thiên Miểu, tôi đã nhận được nước hoa, nhưng có một vấn đề nhỏ, tôi mong cậu có thể sửa nó. Hẹn gặp cậu ở sân tập sau giờ học buổi chiều, Tần Minh Vũ. Dường như ba chữ Tần Minh Vũ được viết rất mạnh, mực rất đậm. Cô quay lại nhìn bàn học của cậu ta nhưng không thấy ai. Cô chặn một bạn nam đang đi ngang qua. "Biết Tần Minh Vũ không?" cô lạnh nhạt hỏi. Đây là lần đầu tiên bạn nam đó nói chuyện với cô, trên mặt tỏ ra rất phấn khích, lập tức nói, "Đương nhiên là biết, cậu ta ở cùng ký túc xá với tôi, không phải tôi khoác lác nhưng trong lớp này, tôi là người nói chuyện với cậu ta nhiều nhất đấy." Thiên miểu đưa bức thư cho cậu ta Phiền cậu trả lại cho cậu ta và chuyển lời rằng Tôi rất hài lòng với tác phẩm của mình Nên sẽ không sửa đổi bất kỳ cái gì cả Chương 955 Chờ đợi công cốc Buổi tối sau khi tiết học cuối cùng kết thúc Tất cả học sinh rời phòng học để đi ăn Một nam sinh đang chuẩn bị rời đi Khi cậu ta đang dọn rách giáo khoa Thì rút tay ra và vô tình làm rơi một thứ gì đó ra ngoài Cậu ta nhặt nó lên và xem qua rồi kêu lên Hỏng bét Quên đưa nó cho cậu ta rồi Bức thư này là đường thiên miểu nhờ cậu ta trả lại cho Tần Minh Vũ Nhưng cậu ta đã quên mất Cậu ta quay đầu lại nhìn xung quanh Mọi người đã đi hết Và đương nhiên là không thấy Tần Minh Vũ Vào lúc này trên sân tập Mọi người đều đi ăn cơm Ở đây ngoài Tần Minh Vũ ra thì không còn ai khác Cậu ta cầm bó hoa vừa nhận được từ người giao hàng Và nhìn lối vào sân tập tràn đầy mong đợi Ban đầu cậu ta còn mỉm cười xua tan vẻ u ám phiền muộn trên mặt Nhưng hơn 10 phút sau Nụ cười trên mặt cũng dần dần tiêu tán sau 10 phút, cậu ta không còn cầm bó hoa bằng hai tay, mà đổi thành cầm bằng một tay, bó hoa buông thẳng bên người trông rất ủ rũ. Đúng lúc này, điện thoại di động của cậu ta đổ chuông. Cậu ta nhìn thấy đó là dòng tin nhắn của một người bạn cùng phòng. Đường thiên mèo trả lại cho cậu, cậu ấy nói sẽ không sửa, cậu thích gì thì kệ cậu. Bó hoa rơi bột xuống đất, ánh mắt tần minh vũ trở nên u ám. Cậu ta đột nhiên chạy về phía cổng trường như một kẻ điên, cứ chạy mãi, rồi cậu ta chợt dừng lại, có một đôi nam nữ đang ăn cơm trong đình hóng mát nhỏ cách đó không xa Đúng là đường thiên miểu và người đàn ông đêm đó Cậu ta nắm chặt tay, lặng lẽ bước tới Ngồi vào đình hóng mát bên cạnh, quay lưng về phía họ Hai cái đình chỉ cách nhau 2 mét Cậu ta hoàn toàn có thể nghe được âm thanh ở bên kia Người đàn ông vẫn luôn gấp thức ăn cho đường thiên miểu Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng và dễ chịu Đó đúng là kiểu giọng cậu ta thường dùng khi lồng tiếng cho nam chính phát ẩm rất chuẩn, không lẫn một chút tiếng địa phương cậu ta càng nghe nắm đấm càng siết chặt hơn cậu ta không muốn tin lại có thể tồn tại một người hoàn hảo tới như vậy đối phương chiếm ưu thế rất lớn về ngoại hình gia thế và cả giọng nói mà cậu ta cho rằng đó là thứ đáng tự hào nhất của mình cậu ta đột nhiên đứng dậy và chạy ra ngoài tiếng bước chân khiến thiên miểu ở đỉnh bên cạnh quay sang nhìn phòng huyền cũng ngẩng đầu nhìn theo chuyện gì vậy không có gì thiên miểu nhìn sang chỗ khác nghiên cứu người máy thế nào rồi Nghe câu hỏi này của cô, Phong Huyền biết rằng cô không sẵn sàng giao mọi chuyện cho bên kia. Cô sẽ rất tò mò về hướng đi của đồng đội số 13, cũng như tò mò về số phận cuối cùng của họ, và càng tò mò ai là người đang lợi dụng họ. Và còn robot mà anh mang về, đang là manh mối có ích nhất. Anh xoa hai tay nói, có tiến triển gì thì tôi sẽ nói với em đầu tiên. Anh Phong Huyền, một giọng nói vang lên từ xa xen vào. Thư Ngọc đang tiến tới, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhưng không hề nhìn thiên miểu cô ta nói không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây thật trùng hợp phòng huyền lạnh nhạt không trùng hợp tôi đến đây là để đưa cơm thư ngọc hơi lúng túng nhưng cũng không để bụng nhanh chóng chuyển chủ đề đúng rồi anh sẽ đến trận đấu vào hai ngày nữa chứ anh mất người đàn ông không thay đổi thở ơ nói ra hai chữ nói sau anh nhất định phải đi đấy em chỉ thừa nhận anh là người đứng đầu chứ không nhận người nào khác đâu Nghe nói năm nay có nhiều người nước ngoài đến thi đấu và cũng có rất nhiều người ở khắp mọi miền đất nước. Phong Huyền thờ ơ gật đầu không nói gì, Tư Ngọc ngạc nhiên mừng rỡ, anh đồng ý sao? Hay là trả lời cô ta một cách qua loa? Chương 956. Cô ta đột nhiên lấy ra một bức tranh đưa cho Phong Huyền, mãi vẫn không có cơ hội đưa cho anh, nhưng em nghĩ tốt hơn hết vẫn là đưa cho anh. Phong Huyền nhìn vào bức tranh cuộn tròn trước mặt, không đón nhận nó. Thư Ngọc đưa tay ra chủ động mở bức tranh. Dưới góc nhìn của Thiên Miểu, bức tranh này giống hệt bức tranh Lục Oản Ngư và Ngụy Vũ đã phá ngày đó. Bức tranh này là mới vẽ, nhưng các chi tiết vẫn giống nhau. Lục Oản Ngư vẫn giữ nụ cười nói tiếp: "Còn nhớ ngày đó chứ? Sau khi anh cứu em về khách sạn, em vẫn còn sợ hãi, do đó anh nói với em, với chút dũng cảm này mà cô cũng dám ra mặt một mình." Cô ta mỉm cười hoàn toàn không để ý đến Thiên Miểu. "Anh biết không, lúc đó em đã nghĩ" nếu người đàn ông này không đẹp trai thì em nhất định sẽ cãi lại sau đó anh lại phớt lờ em đứng bên cửa sổ một mình và nghe điện thoại em thật sự rất chán vì vậy em đã vẽ bức tranh này đương nhiên đây không phải là bàn gốc bức tranh ban đầu đã bị người khác cố ý phá hủy cô ta liếc mắt sang cô gái bên cạnh khi nhìn qua cô ta thấy sắc mặt thiên miểu vẫn bình thường đang bình thản ăn cơm đúng là bình tĩnh hơn những cô gái bình thường sau khi thư ngọc nghiến rằng một cái cô ta đến ngồi cạnh phong huyền anh xem này, đây là bộ quần áo anh mặc ngày hôm đó. Cô ta nói được nửa câu, suýt nữa không nói được tiếp. Đôi mắt của người đàn ông cứ nhìn vào đường thiên miểu, như thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời nói của cô ta. Cô ta đã cố tình đặt bức tranh giữa hai người nhưng không thành công. Phòng huyền duỗi tay ra gắp thức ăn cho đường thiên miểu, cô ta cũng hết cách. Phiền chết mất. Cô ta cắn môi, đang nghĩ cách thu hút sự chú ý của phong huyền thì thấy đường thiên miểu đứng dậy, khuôn mặt nhạt nhẽo vẫn bình tĩnh như thường ngày. Em về trước đây. Cô nói với Phong Huyền. Phong Huyền không đứng lên theo. Thư Ngọc vui mừng khôn xiết, cầm bức tranh vội vàng nói. Anh Phong Huyền, anh nhìn này. Cơ thể cô ta đang định nhích tới gần, thì người đàn ông đã đứng dậy. Phong Huyền thờ ơ nhìn về phía cô ta. Tặng tôi à? Thư Ngọc gật đầu. Đúng vậy. Đây, tặng anh. Phong Huyền nhận lấy nó, sau đó xé nó ra làm đôi. Sắc mặt Thư Ngọc thay đổi, Sao Sao anh có thể xé nó Nếu đã đưa cho tôi Thì tôi làm gì đó là chuyện của tôi Anh thản nhiên nói Rồi tiện tay ném bức tranh vào thùng rác bên cạnh Cô có nhớ cảnh tôi với cô ấy Ngồi đây vừa nãy không Thư Ngọc không hiểu lý do anh hỏi câu này Khẽ gật đầu Đương nhiên là nhớ Vẽ đi, tùy cô ra giá, giá Sắp mắn Thư Ngọc trở nên rất khó coi Anh để cho em nhìn lâu như vậy Là vì muốn em vẽ hai người Không hẳn, Nghĩ đến gương mặt vô cùng lạnh lùng của thiên miểu vừa rồi Khóe miệng người đàn ông bất giác nhếch lên Thư Ngọc đoán được nguyên nhân Có lẽ là vì anh muốn thấy đường thiên miểu ghen Trong lòng cô ta nổi lên một cảm giác chua xót. Cô ta nói Anh tìm người khác vẽ đi Em không vẽ được Cô ta quay lưng lại Mong chờ anh đến dỗ dành mình Nhưng một giây sau Cô ta nghe thấy tiếng bước chân Phong huyền đang rời đi Cô ta lao lên ôm chầm lấy anh từ phía sau Em thích anh Anh chia tay với cô ta đi hai người không hợp đâu. Phong huyền cao mày, sự chán ghét hiện lên rõ ràng trong mắt. Anh cởi áo khoác và cô ta cũng buông lỏng tay. Ngày sau đó, chiếc áo kia đã bị Phong huyền ném vào thùng rác. Hy vọng vừa nảy lên trong mắt Thư Ngọc đã bột tắt ngay lập tức. Không phải khoác lên vai cho cô ta, mà là ném vào thùng rác. Anh đi về phía trước mà không nói một lời. Im lặng, từ chối là tàn nhẫn nhất thư ngọc nhìn chiếc áo mình vừa chạm vào đã bị ném vào thùng rác bẩn thỉu giống như cô ta bị nhét vào đó vậy cô ta khó chịu ngồi xuống khóc tiếng nức nở vang lên trong vườn hoa cách đó không xa tần minh vũ đang đi tới đi lui đã nhìn thấy hết cảnh tượng này